Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta hô lại phần cũ và học thêm phần mới, mỗi ngày đều làm như vậy, nhất là trong 3 tháng an cư một bữa. Năm nay chúng ta vẫn như những năm rồi, vẫn sinh hoạt điều điều như vậy. Mong mong trong hạ này bản thân tôi đừng có bị bệnh hoạn như năm rồi, gián đoạn cũng khoảng một cũng gần trên dưới 1 tháng nên không qua được đầy đủ, nên chỉ có 70 mấy bài. Năm nay nếu mà như không có gì trở ngại thì ra hạ để đi, chúng ta còn có thể học được như 90 bài học trở lên chẳng hạn. Thì những bài học này rất là cần thiết đối với những người hành giả cũ cũng như mới, được nghe đi nghe lại, được trực tiếp cũng như gián tiếp học để rồi thực hành. Nói về cái phần ôn phần cũ thì cũng xin nhắc lại là chúng ta đang học tập về cái quán vô thường. Nhưng mà nhớ như vậy, cái phần căn bản như trong vô ngại giải đạo cũng như thanh tịnh đạo là nhắc nhở cho chúng ta như vậy, là học 16 cái đề tài căn bản như cái miếng giấy mà tôi vừa gửi xuống cho các vị Phật tử mới có chư tăng. Nếu như gì đã thuộc rồi thì thôi, còn không có thì nếu cần cứ lấy. Trên lầu cũng còn rất nhiều, tới 100 miếng tập là 100 miếng. Và cái phương pháp căn bản như vậy, 16 cái đề tài đó, thân 4, thọ 4, tâm 4 và pháp 4, thì từng tự nghi tiến. Nếu như quý vị học tiếp một phần kế thì phần cũ vẫn phải tập, rồi mới thêm một pháp nữa. Như cái bài học căn bản này là ở đây vị tỳ khưu, tức là hành giả đi đến khu rừng, đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trống, tức là tìm được một trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được một trú xứ thanh tịnh, vẽ ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm chiếc cửa lỗ mũi, chỗ gió hơi thở vào ra xúc chạm được, hành giả ghi nhận được. Sau khi đặt niệm chiếc cửa lỗ mũi rồi, vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Và là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra ở đây tức là tâm phải bắt cảnh hiện tại, tức là đang thở vô, đang thở ra. Thì hơi thở như thế nào biết rõ như thế đó, như hơi thở vô dài vì ấy biết rõ, hơi thở ra dài vì ấy biết rõ, hoặc là hơi thở vô ngắn vì ấy biết rõ, hơi thở ra ngắn vì ấy biết rõ. Kinh nghiệm các thân thở vô, cảm nghiệm các thân rồi thở ra. Mà cảm nghiệm các thân đây tức là mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra đều có 3 chặng đầu giữa cuối. Thì ghi nhận như vậy rồi sau đó mới thấy cái hơi thở nó còn thô thì phải tập cho nó tế, làm cho hơi thở vô im dịu hơn, vi tế hơn, rồi là làm hơi thở ra dài được im dịu hơn, vi tế hơn. Cũng vậy, hơi thở vô ngắn ra ngắn, có cách tác ý là sẽ làm cho hơi thở vô, hơi thở ra càng lúc càng im dịu, càng lúc càng vi tế hơn nữa. Thì đó là tập 4 cái phần đầu, 4 cái đề tài căn bản phần đầu và thân thành. Rồi sau đó hành giả nếu tiếp tục tu tập thêm một đề tài kế là như cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, thì thêm một đề tài như vậy không phải là bỏ như phần trước, mà mỗi buổi tọa thiền, mỗi giờ tọa thiền như vậy thì quý vị trước khi cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra,
thì quý vị phải làm lại từ đầu, từ hơi thở vô dài ra dài, hơi thở vô ngắn ra ngắn, vân vân, rồi cho tới cả niệm hỷ thở vô, cả niệm hỷ thở ra. Quý vị tu tập một thời gian thấy như là thường thục, tiếp tục nữa cảm niệm lạc thở vô, cảm niệm lạc thở ra, thì mỗi lần ngồi thiền cũng bắt đầu từ hơi thở vô dài, biết rõ hơi thở ra dài, biết rõ cho tới cảm niệm hỷ thở vô, cảm niệm hỷ thở ra, rồi mới bắt đầu cái đề tài mới là cảm niệm lạc thở vô, cảm niệm lạc thở ra. Rồi một thời gian theo sau thấy thường thục, quý vị thêm một đề tài nữa, nhiều nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, thì cứ như vậy thêm một đề tài mới, vẫn luôn ôn lại phần đề tài cũ, tức phải đi lại từ đầu rồi mới thêm một đề tài mới. Bản thân tôi mỗi ngày buổi chiều ở dưới này cũng như buổi sáng ở trên tháp Xá Lợi, tôi cũng phải làm lại từ đầu rồi mới đến cái đề tài mới. Thì tiếp tục như là nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, tỉnh tâm hành thở vô, tỉnh tâm hành thở ra, cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Đó, bây giờ mới tới cái đề tài mình hôm nay học tập, đó là quán vô thường. Thì mỗi ngày mà trước khi quán quan niệm hay là quán vô thường đó, cũng phải làm là từ đầu, từ trên xuống dưới, rồi mới tới cái quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Đó, thì vô thường cái gì vô thường? Ngũ quẩn, hay là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Quẩn thì có năm sắc thọ tưởng hành thức, thì một khởi đầu của mỗi quẩn đều niệm sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Mà nó cái gì là gọi là vô thường, là nghĩa là thế nào? Là sanh diệt. Như vậy thì tiếp tục được niệm là sắc vô thường, mà sắc vô thường gì nó có sanh diệt, thì sanh hiểu theo lý duyên sanh có bốn. Cho nên đề tài chính bốn cái tâm sở phía trên và một cái tướng sanh của mỗi quẩn. Như là vô minh sanh thì sắc sanh, là tham ái sanh thì sắc sanh, tư nghiệp sanh thì sắc sanh, thì nhật thực sanh thì sắc sanh. Tới cái đề tài cuối cùng là tướng sắc sanh và sắc sanh. Rồi năm cái tướng diệt cũng tương tự như vậy, nhưng mà chỉ đổi cái diệt thôi, như là vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái diệt thì sắc diệt, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực diệt thì sắc diệt. Sắc nghiệp diệt là sắc diệt, đó là năm tướng diệt. Thì như vậy chúng ta niệm về sắc quẩn cũng vậy, đối với thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì những ngày trước đã ôn là cái phần bốn quẩn trước rồi, hôm nay tiếp tục nói thêm cái phần thức quẩn. Tức là khi đến cái thức quẩn thì cũng niệm là thức vô thường thở vô, thức vô thường thở ra, lặp lại chừng ba lần như vậy. Nếu mình bắt một câu rồi mình đổi qua đề tài khác thì nó vội vã quá, nhiều khi cái tâm nó chưa được kỹ, hoặc là đôi khi nó lạc chọn, nó qua đề tài mới nữa thì nó bị lộn xộn đi. Nên lặp lại chừng ba lần để cho xác định rõ ràng, rồi mới tiếp tục đổi qua đề tài mới. Như là quán như là thức vô thường thở vô, thức vô thường thở ra. Tiếp tục là vô minh sanh thì thức sanh, tham ái sanh thì thức sanh, tư nghiệp sanh thì thức sanh. Tới cái đề tài này khác nha, danh sắc sanh thì thức sanh, khác với thọ tưởng hành là xúc sở sanh thì thức sanh, sắc quẩn thì là như vật thực sanh thì thức sanh, còn ở đây là danh sanh thì thức sanh, tướng thức sanh là thức sanh. Thì diệt thì theo cái lý diệt, diệt là vô minh diệt thì thức diệt, tham ái diệt thì thức diệt, tư nghiệp diệt thì thức diệt.
hay là danh sắc diệt thì thức diệt, và thức biến diệt là thức diệt, là quán bốn năm thấy đề phần là diệt theo lý diệt diệt. Cả sanh và diệt là vô minh sanh thì thức sanh, vô minh diệt thì thức diệt, tham ái sanh thì thức sanh, tham ái diệt thì thức diệt, tư nghiệp sanh thì thức sanh, tư nghiệp diệt thì thức diệt, danh sắc sanh thì thức sanh, danh sắc diệt thì thức diệt, là tướng thức sanh là thức sanh, thức biến diệt là thức diệt. Như vậy mười tướng sanh và diệt được quan sát như vậy. Phần sanh diệt của danh sắc này nên để là so sánh giữa hành quẩn là và thức quẩn. Hành quẩn là vô minh, là tâm sở si, là thuộc về hành quẩn. Rồi tham ái, tức là tâm sở tham, cũng thuộc về hành quẩn. Tư nghiệp cũng là tâm sở tư, cũng là hành quẩn. Xúc sở sanh cũng là xúc, là tâm sở xúc, cũng là hành quẩn. Đem hành quẩn đối chiếu với thức quẩn thì mới thấy hễ là bốn cái tâm sở này nó có mặt thì nhất định phần kia có mặt, không thể hiểu được. Như là vô minh là tâm sở si có mặt trong 12 tâm bất thiện, thì nhận thấy được có cái trạng thái vô minh thì biết chắc chắn là có thức, thức đều thức bất thiện, thức của 12 tâm bất thiện. Và tham ái sanh thì thức sanh, và biết chắc chắn tham ái không thể sanh lên không có tâm, mà tâm ở đây là tâm tham đồng sanh với tâm sở tham. Tư nghiệp sanh lên thì nó thuộc hành quẩn, soi thức quẩn dầu 89 hay 121 tâm cũng vẫn là thức quẩn. Mà tâm sở tư là hành quẩn, mà nó lại là tâm sở kiến hành có mặt trong tất cả tâm, không có tâm nào mà không có nó. Do đó nên hễ có tâm sở tư là có thức quẩn, mà hễ có thức quẩn là có tâm sở tư. Hai cái, một là tâm và tâm sở này như cái lý duyên sanh duyên diệt là tứ đồng, là như là tâm sở tư đồng sanh với ta thức quẩn, và nó cũng đồng diệt với thức quẩn, đồng nương một căn với thức quẩn, và nó cũng đồng biết một cảnh với thức quẩn, giữa hành quẩn và thức quẩn có sự so sánh như vậy. Rồi tới cái xúc là đâu? Xúc cũng là hành quẩn mà cũng là tâm sở biến hành, nên hễ có xúc là hành quẩn thì vẫn có thức quẩn, hễ có thức quẩn thì nhất định phải có hành quẩn là sở hữu xúc, không thể nào thiếu được. Khác với trường hợp tham hay là si, vì tham và si sanh lên nhất định có thức quẩn, nhưng mà thức quẩn sanh lên không hẳn là phải có tham và si, bởi thức quẩn là những cái tâm bất thiện. Nhưng còn cái tâm sở tư và tâm sở xúc này là đối với thức quẩn, vậy như ta cái pháp này nó luôn luôn hiện hữu, hễ có xúc là có thức, hễ có tư là có thức, hễ có thức là có tư, có xúc đó, nó như vậy. Là chúng ta hiểu cái lý là duyên sanh duyên diệt ở đây nói là sanh diệt theo cái nghĩa vô thường, chứ không phải là nghĩa của diệt đế là niết bàn, vì đang nghiên cứu đang quán về phần là vô thường, ngũ quẩn là vô thường sanh diệt như vậy. Thì đây là nói qua các phần ôn lại phần cũ là ngũ quẩn, nhưng mà nhắc quý vị nhớ rằng mỗi lần thực tập muốn được tiến hóa tốt đẹp thì phải theo cái lời hướng dẫn trong vô ngại gia đạo hay thanh tịnh đạo. Mỗi thời ngồi thiền như vậy vừa phải làm từng đầu như là chúng ta đang học và tập quán vô thường, ta vô quán vô thường ta ra, nhưng mà vẫn phải đi từ đầu, từ hai cái đề tài trước rồi mới qua cái đề tài thứ 13 thuộc niệm pháp là quán vô thường. Điều này quý vị hãy nên nhớ kỹ và nên làm đúng theo.
Bản thân của tôi mỗi ngày mỗi giây thời thì cũng phải làm như vậy đấy. Rồi đó là nói phần hòa ôn là phần cũ. Bây giờ nói thêm cái phần mới. Phần mới là giảng về 40 cái hành tướng của ngũ uẩn. Vô thường có 10, khổ có 25, vô ngã có 5, cộng chung là 40 hành tướng. Thì chúng ta đã học và tập qua là 10 cái hành tướng vô thường và 10 hành tướng khổ rồi. Chiều hôm nay tôi giải thích tiếp tục, trình bày tiếp tục cho quý vị về hành tướng khổ thứ 11 gọi là Akak He Tu Tanya, là cái hành tướng bất hạnh nhân. À, thay vì hôm qua thì nó bất hạnh căn, hôm nay thì nó đến bất hạnh nhân. Bất hạnh này thì cũng đồng nghĩa như bất hạnh hôm qua, nhưng mà khác ở đây là nó có thêm cái nhân. Tại sao phải nói như vậy? Bởi vì ngũ uẩn này là nó hễ có thân ngũ uẩn là phải gánh chịu bao nhiêu điều bất hạnh. Nhưng mà cái thân ngũ uẩn được có ra không phải do chư thiên tạo hóa thượng đế nào tạo ra, mà do những nhân duyên mà nó có. Thì cái nhân đó là cái gì? Nhân đây hay tú là nhân có 6 tất cả. Tham sân si là 3 nhân bất thiện. Vô tham, vô sân, vô si là 3 nhân thiện. Chính vì 6 cái nhân này là nguồn cội tạo ra thân ngũ uẩn kế tiếp. Như một người giàu có, Sát Đế Lị, Bà La Môn, Phú Gia, Đại Gia là những người sanh ra trong gia đình giàu sang phú túc, lớn lên ăn học có danh vọng tiền tài, là bậc thông minh có trí tuệ như vậy. Thì cái người đó sanh ra được thành tựu cái thân ngũ uẩn đó do tất cả là 8 cái nhân căn bản mới có một sanh ra là một đứa trẻ trai hay gái trên đời, lớn lên trở thành những nhân vật lỗi lạc, tài năng siêu quần siêu chúng, hay là tương đối cùng hạng giàu sang khá giả. Như trong kinh thì nói là Bà La Môn, Sát Đế Lị của Ấn Độ. Còn chữ chúng ta thì nên hiểu nó là giàu có sang trọng. Thì thành tựu bởi cái 8 cái nhân hay tú là cái nhân là trong quá khứ người này họ làm những việc phước đức như là bố thí trì giới chẳng hạn, thì là do gì họ làm bằng cái tâm thiện dục giới hợp trí. Trong đó có 3 nhân là vô tham, vô sân và vô si. Vì cái nhân thiện họ làm có 3 nhân thiện này tác động họ làm việc thiện, nhất là bố thí chẳng hạn, thì cái quả là tâm tục sinh, tâm tục sinh thiết, tâm tục sinh đời sau. Cái đời mà như là mỗi chúng sanh sanh lên thì cái tâm tục sinh là khởi đầu cuộc sống, nó là quả của cái nhân thiện quá khứ. Thì nhân quá khứ làm việc thiện bởi vô tham, vô sân, vô si, thì bây giờ cái tâm quả tục sinh nó sanh lên vẫn có 3 nhân, mà 3 nhân này gọi là 3 nhân vô ký, tức là phi thiện, phi bất thiện, nó là thuộc tâm quả. Và cũng vẫn có vô tham, vô sân, vô si trong một cái tâm quả tục sinh. Mà người nào tục sinh bằng tâm này, ngoài việc hưởng thụ giàu sang phú quý, nếu đi tu có thể chứng đắc thiền định hoặc đắc được đạo quả, vì có tuệ bẩm sinh. Trong lúc mà tục sinh, gá vào cái bào thai của người mẹ với cái tâm quả này đã có 3 nhân vô tham, vô sân và vô si rồi, thì cái tâm nhân của quá khứ mà nó tạo là 3 nhân thiện vô tham, vô sân, vô si. Tâm tục sinh bây giờ là tâm quả của thiện, nó cũng có 3 nhân vô tham, vô sân, vô si là 6, cộng với 2 cái nhân bất thiện là trong lúc chúng sanh nhập vào bào thai, cái sát na mà nhập vào bào thai là niết căn tích,
thì phải là hai nhân bất thiện, tham và si. Hai nhân này là căn bản. Vì có tham ái nên nó muốn nhập vào, muốn chung vào, muốn hút vào cái chỗ bào thai, cái tử cung của người mẹ, là nói thân nhân loại. Còn những bàn sanh thú vật vân vân, tất cả những hình ảnh, những gì đó, nó vẫn là cái sanh thú, là cái sanh y, vì có nó là đối tượng để tâm gắn vào, bám vào. Dù Bồ Tát Kiếp Chót từ cung trời Đao Lợi giáng sanh xuống lòng mẹ là Hoàng hậu Ma Gia, lúc nhập vào bào thai của Hoàng hậu Ma Gia, Bồ Tát cũng phải với cái tâm tham ái và si mê. Đó là hai nhân bất thiện. Vì có tham ái và si mê, tức là vô minh và ái dục, mới có sự tái sanh, mới có sự nhập vào bào thai. Là như vậy, là hai nhân bất thiện nữa, cộng chung là có tất cả là sáu cái nhân để tái sanh, là có cái quẩn về sau. Đó gọi là bất bất hạnh nhân, tức là gì? Nó là cái nhân tạo ra thân ngũ quẩn để rồi phải hứng chịu bao chịu khổ sở, như là sanh rồi lấy có già, có bệnh, có chết, sầu bi khổ ô não, bao nhiêu tai nạn đổ dồn lên thân ngũ quẩn. Dầu Đức Phật của chúng ta đầy đủ căn lành ba la mật, nhưng mặc dù tái sinh kiếp chót vẫn khi có thân ngũ quẩn, ngài vẫn bị bệnh hoạn, đói cơm khát nước vân vân, thì rõ ràng ngũ quẩn nó là bất hạnh, bởi vì nó hứng chịu bao nhiêu điều rủi ro không may mắn, mà nhân tạo cho có thân ngũ quẩn này nên gọi là bất hạnh cả. Rồi cũng vậy, thì đối với cái là chúng sanh mà nếu là tạo nhân thiện mà với tâm thiện lý trí, là chỉ có vô tham vô sân chứ không có vô si, thì cái quả tục sinh đời sau cũng là cái tâm quả cũng có hai nhân, vô tham vô sân cũng vô si. Thì cái người này dù sanh lên được giác quan đầy đủ, nhưng mà không có cái tuệ bẩm sinh căn bản đó, tu không thể đắc thiền định, không thể đắc đạo quả, bởi vì khó thiếu cái tuệ bẩm sinh. Nhưng mà sanh ra được một cái thân như vậy vẫn do gì? Sáu cái nhân mới tái sanh được là do cái tâm thiện trong quá khứ làm việc và thiện như bố thí chẳng hạn, chỉ là vô tham vô sân. Rồi tâm quả tục sinh cũng có hai nhân, vô tham vô sân. Rồi cộng hai nhân lúc mà nhập thai vào sắc na ni căn tị là cái tham ái, thì vẫn có tham và si, như vậy là có sáu nhân. Còn đối với một số chúng sanh khác còn tệ hơn nữa là làm những việc bất thiện, rồi họ tái sanh vào bốn đường ác đạo, thì do cái nhân bất thiện quá khứ, trong tham có tham và si, trong sân có sân và si, rồi cái quả đó như vậy. Hai nhân bất thiện lúc mà tục sinh thì lại tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, nên không có nghĩa là vô nhân, không có nhân nào cả, chỉ là tâm quan sát lại như pháp bất thiện thôi. Nhưng mà trong lúc nhập tha hai rồi, hay là sanh vào cảnh giới nào địa ngục, vẫn có hai cái si nhân bất thiện là tham và si. Như vậy chúng sanh là sanh vào bốn đường ác đạo, vẫn có là bốn cái nhân bất thiện, tham và si, sân và si, và lúc nhập thai thì có hai nhân nữa là tham và si. Chỉ có hai phần này là bốn nhân mà thôi, còn tâm tục sinh thì vô nhân. Thì như vậy cũng hình thành một thân ngũ quẩn cũng do bởi bốn cái nhân này. Nếu phân tích thì còn nhiều cái chi li lắm, nhưng mà chỉ nói đơn giản căn bản như vậy thì mới thấy rõ ý nghĩa ngũ quẩn. Hễ có cái ngũ quẩn thì phải hứng chịu bao điều rủi ro tai nạn, nên gọi là bất hạnh.
mà những nhân này là nhân cũng là duyên, nhân duyên hay tu bách vô thần nhân duyên mà nó tạo ra cho có thân quẩn nên gọi là bất hạnh nhân. Thì đối với cái hành giả quan sát thấy ngũ quẩn có ra do vì những cái nhân như vậy, thấy cái nhân nên ngũ quẩn là bất hạnh nhân này, với cái trí tuệ thấy được rõ trạng thái này lúc nào thì lúc ấy đắc được cái tùy thần nhận. Mà với cái vị đắc tùy thần nhận thì sự việc này có thể xảy ra là sau đó quán sát về ngũ quẩn là pháp tịch diệt, tắc dứt ngũ quẩn nên niết bàn, không có do nguyên nhân tạo như ngũ quẩn. Niết bàn không có nhân do nhân tham sân si và vô tham vô si tạo nên niết bàn là phi bất hạnh căn, không có cái căn bất hạnh như vậy. Thì sự nhận xét như vậy, thấy như vậy để đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo, và sau tâm đạo là tâm hòa. Nếu mình giải thích cho tỉ mỉ hơn thì phải hiểu như vậy. Sau khi hành giả đắc được tùy thần nhẫn, nếu căn lành ba la mật đầy đủ thì mắt sanh khởi do ý nghĩa, thấy được cái hành tướng bất hạnh căn sanh ra ngũ quẩn. Trí sanh khởi do ý nghĩa, biết được cái hành tướng bất hạnh nhân sanh ra ngũ quẩn. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng bất hạnh nhân của tạo ra ngũ quẩn. Rồi minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt về cái hành tướng bất hạnh nhân là sanh ra ngũ quẩn. Còn cái niết bàn thì không phải không do nhân duyên trợ tạo nên niết bàn không có hành tướng bất hạnh nhân như ngũ quẩn. Rồi quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết của pháp chơn đế, mới phải nhận thấy rằng ngũ quẩn là pháp chơn đế hữu vi, niết bàn là pháp chơn đế vô vi. Mà hữu vi thì có tướng, vô vi thì không tướng. Mà hễ có tướng thì có sanh thú, mà không có tướng thì không có sanh thú. Mà có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không sanh sản. Mà hãy có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Hãy có già chết thì có sầu quy khổ u não, không già chết thì không có sầu quy khổ u não. Mà sầu quy khổ u não là sanh khởi lên không phải do ai tạo mà chính vì sự tham ái. Thật vậy, ai còn vậy, ai có sự chấp thủ năm quẩn thì sẽ có sự dao động. Nếu có dao động thì không có khuyên an, mà không có khuyên an thì sẽ có hy cầu. Nếu có hy cầu thì có khứ lai, nếu có khứ lai thì có tử sanh, hãy có tử sanh thì sẽ có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung. Nhưng mà đối với ai không có chấp thủ năm quẩn nên là không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu
thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có là đời này đời sau và giữa hai đời, và chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Hay nói một cách khác, vì nếu không có chấp thủ thì thủ diệt, mà thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt, mà già chết diệt thì sầu bi khổ u não đều diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Đây là cách quán căn bản. Quý vị để một chút thì quý vị sẽ thấy với sự trình bày hướng dẫn của tôi đối với phương pháp nhập tích xích tức niệm này cho quý vị tu tập theo, có đầy đủ những cái pháp căn bản. Như đã nói, quán vô thường là nói về ngũ quẩn sanh diệt, đó là quán về khổ đế. Quán về vô nhiễm để đối trị lại cái tập đế. Quán sự tịch diệt tức là quán cảnh niết bàn, là quán về diệt đế. Quán về xả ly hay từ bỏ tức là đạo lộ hay là bát chánh đạo, tức là đạo đế. Và trong cái lý duyên sanh duyên diệt này thì thập nhị nhân duyên là pháp căn bản để tìm thấy nhân quả tương tục luân hồi là như vậy. Với phương pháp tu tập kết hợp đầy đủ chi tiết, có bát chánh đạo, có thập nhị nhân duyên, có là tứ đế được hội tụ đầy đủ trong một phương pháp tu tập đơn giản. Điều này chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni, Đại Ẩn Sĩ Mâu Ni, bậc chánh đẳng chánh giác, sau khi giác ngộ, thấy rõ các pháp, Ngài mới đem ra giáo hóa chúng sanh, từng tự giải thích trình bày. Chúng ta may mắn gặp được chánh pháp này nên cố gắng tu tập. Đây là sự giải thích trình bày kế tiếp, cùng ôn cũ cũng như là giải thích thêm phần mới. Đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch Chư Tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về ôn phần cũ thì xin nhắc lại, với cái phương pháp tu tập định niệm hơi thở hay nhập tức xích tức niệm, ở đây được Đức Thế Tôn nói đến với 16 cái đề tài: căn bản, thần bổn, thọ bổn, tâm bổn, pháp bổn. Và sự tu tập này phải được kết nối liên tục từ đề tài này sang đề tài khác. Nếu quý vị tu tập đến một cái đề tài nào đó như là phần niệm thân, tới tịnh thân thành thở vô, tịnh thân thành thở ra, sau đó quý vị muốn tiến thêm một bước nữa, tức là bước sang lĩnh vực niệm thọ, thì khởi đầu của cái phần niệm thọ là cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, thì quý vị cũng phải làm lại từ đầu. Và những cái đoạn kinh mà tôi thường lặp đi lặp lại, tôi nhắc lại thì không có chán, dù quý vị nghe mà có chán gì nữa cũng phải cố gắng mà nghe để tập tâm, vì những cái phương pháp căn bản không thể bỏ qua. Nhiều khi hành thiền mà vô những cái coi những cái tiểu tiết, những cái chi tiết linh tinh coi là thường, chính những cái mà linh tinh đó lại là những cái vấn đề then chốt, mà nếu như chúng ta bỏ qua thì sự tu tập này không được thành công một cách mỹ mãn hay là quả toàn hảo. Sở dĩ mỗi đoạn kinh mà nhập đề bằng giai đoạn, Đức Phật nhắc nhở rằng ở đây vị tỳ kheo trong Phật giáo đi đến khu rừng, đi đến cội cây, đi đến cái ngôi nhà trống, là Ngài muốn nhấn mạnh rằng phải tìm cho được một trú xứ thanh tịnh.
vì tiếng ồn là gai nhọn của sơ thiền, mà mục đích tu tập thiền chỉ như chứng đắc sơ thiền, mà nhà nhị thiền, tam thiền, tứ thiền trở lên tối thiểu cũng là sơ thiền. Còn mà mục đích căn bản của thiền quán là phải làm sao cho thấu rõ được cái cảnh niết bàn tịch tịnh. Mà nếu như ở một cái chỗ ồn ào, tâm bị chi phối, do đó cái sự tu tập không được phát triển một cách tốt đẹp, nên phải tìm cho được cái trú xứ thanh tịnh. Rồi nói đến cái giai đoạn kế tiếp, sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh rồi, rồi làm gì nữa? Vì ấy phải ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Đây là cái thế căn bản nhất, tốt đẹp nhất, được vững chãi nhất trong khi tọa thiền. Vì hai chân gác chéo đưa đan vào nhau, khi an trú trong thiền định không bị là ra ra cái nó nghiêng nó ngã hay là rời ra. Rồi sau khi ngồi xuống cái tư thế kiết già lưng thẳng đâu đó xong rồi, thì bắt đầu hạ thủ công phu từ thể sự tu tập bằng cách là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Chánh niệm đây tức là cái tâm phải an trú trên cái cảnh hiện tại, mà ở đây do ở cái cảnh hiện tại của niệm hơi thở, tức là đang thở vô hay là đang thở ra, hay là hơi thở đang dừng lại giữa hơi thở vô hơi thở ra, hay là đang dừng lại ở hơi thở ra và hơi thở vô, thì đều được ghi nhận biết rõ một cách toàn diện, biết rõ hoàn toàn, không có sót, không có bị lẫn lộn, hay là không bị lỗ đổ lốm đốm, tức là có chỗ như nhận được, có chỗ không nhận được. Thì chính điều này để trắc nghiệm cho quý vị thấy cái sự tu tập của chúng ta, của hành giả, có được tu tập liên tục, có được đi đến cái trạng thái như là a thì phải tức là bất phân trật hay không, hay là còn tán đoạn, hay là còn bị phóng dật. Nếu quý vị chỉ khởi đầu bằng những cái đề tài này mà di chuyển qua đề tài khác, mà nhiều đề tài như vậy xuyên suốt cả 16 đề tài, rồi 16 đề tài hơi thở vô, 16 đề tài cho hơi thở ra, 32 cái sở trú của niệm để tác hành niệm, tu tập niệm, mà quý vị niệm như làm sao? Ban đầu còn phóng dật nhiều, ban đầu còn tán loạn nhiều, nhưng về sau ít đi, rồi tới đến thần thục được thể nhập, không còn bị quên, không còn bị sót, thì bây giờ quý vị thấy là có cái kết quả rồi đó. Dầu đó là kết quả đầu tiên, nhưng mà vạn sự khởi đầu đang lúc đầu nó hay bị là phóng dật, hay bị là quên hôn trầm chẳng hạn. Rồi từ kinh nghiệm này bản thân, lý do nào bị phóng dật, lý do nào bị hôn trầm thì nguyên, thì chúng ta sẽ tự gỡ lấy những khúc mắc đó. Mà nếu như tự gỡ thiền kiếm không được, thì cuối cùng mới hỏi cái gì thiền sư, cái gì hướng dẫn, mới giải thích cho mình sở những cái gút mắt đó. Chứ không phải là hình thức gọi là trình pháp, rồi nhiều khi không có pháp gì để trình, rồi suy nghĩ dẫn dơ hoặc quớ lại một hai đoạn nào trong kinh văn, hay là một đoạn nào mình hiểu, hay là nghe người người nói rồi bắt chước nói theo. Trình pháp kiểu đó thì không phải thực tế, không đúng. Chỉ trình pháp để hỏi những gì mình phát triển được mà còn nghi ngờ là cái đó có đúng hay không. Thứ hai nữa là bị gút mắt mà mình không gỡ được thì phải hỏi để cái vị thiền sư hướng dẫn gỡ rối gút mắt đó cho. Rồi như vậy quý vị thấy rằng tu tập của được cả quan là niệm từ đề tài này sang đề tài khác, cũng có đôi lúc đặt niệm ở vị trí này rồi đổi qua vị trí khác liên tục mà không bị tán loạn, không bị là quên, mà nội tĩnh nhất tâm, tâm yên tịnh như vậy.
rồi là cái tâm hay là cái là nhất hành hay là nhất xứ diễn hành hoặc nhất hướng diễn hành hê cái các ta là căn cứ vào một đề tài nào đó mà cái tâm nó diễn tiến điều điều, nó không bị bỏ sót, không bị lầm lẫn, không bị quên mình, không bị hôn trầm thì miên bao phủ bị quên, thì như vậy là sự tu tiến có thành công. Và cái trạng thái này cũng có thể được như là Upacara Samadhi, là cận định hay là cận hành, vì nó đi đến trạng thái gần như của cái trạng thái đắc định. Trong chú giải những chánh thiền cũng có nói người tu tập thiền chỉ Samatha sau lúc xuất khởi thiền rồi thì mới bắt đầu quán, nhưng mà cũng có thể không đắc định, chỉ cần định cũng phát triển thiền quán được. Đây là câu nói căn bản của các bậc thầy hà thuở xưa kinh nghiệm bản thân và đã xác định như vậy. Chúng ta tu tập rồi sẽ thấy đúng như các bậc tiền bối đã có kinh nghiệm nói đúng như vậy. Thì như 16 cái đề tài này vào ra, quý vị niệm tới niệm lui, niệm chui niệm ngược niệm điều mà tu tập lần lần đến lúc không còn bị phóng dật, không còn bị tán loạn, nội tỉnh nhất tâm cứ đi theo được một như ý muốn, tâm bây giờ nhu nhiếm dễ sử dụng rồi, thì đây là tuy chưa đắc định nhưng mà cận định thì cũng là cái phương pháp rất là tốt đẹp, làm tăng cường định lực. Trước đây thì làm không được như vậy, nhưng mà tu tập bây giờ mỗi lúc mỗi cái là được có sự phát triển, thì đó là hình thức về samatha hay là chỉ định. Còn thiền quán thì mỗi lần quy đọc một câu, nhất là quán theo lý sanh, diệt là lý duyên sinh, thập nhân duyên chẳng hạn, thì mỗi câu mà quý vị quán kể thì xem như là một thoại đầu, một cái công án hay là một cái đối tượng của thiền tuệ. Thì mỗi lần niệm đó giống như quý vị bật hột quẹt, nếu nó chưa cháy là gì, nó còn chưa đủ như đá non hay là ga yếu chẳng hạn, mà quý vị cố gắng tập mỗi lần lặp đi lặp lại thì nó tạo cho cái tánh tò mò, tạo cho cái tìm hiểu, tức là khởi động cái trí tuệ với hình thức là trạch pháp giác chi hay là thẩm giác chi. Mà khi quán được, thấy được rõ ràng thì bây giờ gọi là chứng ngộ. Do đó nên càng lúc càng tập, quý vị mới thấy cái giá trị, thấy cái phương pháp này rất là hữu hiệu, rất là tốt đẹp. Rồi thì quý vị đã nói, ngày nào cũng vậy, trong mỗi giờ hành thiền, quý vị cũng bắt đầu từ niệm, thở vô, chánh niệm thở ra. Rồi quý vị niệm thì thầm cũng được, hay là không niệm mà ghi nhận trạng thái đó cũng được, hoặc là đọc một thì thầm một câu như là thở vô dài biết rõ, thở ra dài biết rõ, một câu ba lần, hai lần, ba lần, rồi quý vị không niệm nữa, mà quý vị thì theo dõi cái trạng thái gió vô gió ra xúc chạm, nó dài quý vị biết rõ, ra dài quý vị biết rõ, hoặc ngắn vân vân, thì quý vị từng thử rà soát mỗi ngày đề tài đều được tu tập thông qua. Lúc đầu là một đề tài tập lâu, sau hai đề tài, ba đề tài thì những cái kia đã thuần thục lúc qua, rồi cho tới đề tài hay là sau cùng như chúng ta đang an trú đang tu tập về quán vô thường thì phải diệt mỗi thời tọa thiền như vậy, phải tập niệm lướt qua một cách nhanh chóng lẹ mà không sót không quên, từ hơi thở vô dài hơi thở ra dài cho tới giải thoát tâm thở vô giải thoát tâm thở ra, rồi chuyển sang quán vô thường thở vô quán vô thường thở ra, thì chúng ta mới bắt đầu tu tập thêm cái đề tài thứ 13 này. Thì cũng phải quán, đây là đề tài chính, thì mình quán đi sâu vào chi tiết, đi sâu vào từng vấn đề, từng trường hợp. Còn 12 đề tài trước đã được tu tập trước đây, bây giờ cũng như tập dợt lại, lướt qua là được rồi. Tuy vậy, mỗi đề tài đều là một đối tượng thiền quán.
Nếu mà có cơ hội mà quý vị thấy thức quan nghĩ thích một cái đề tài nào hãy dừng lại để phát triển thiền quán ngay cái đề tài đó là cũng là tốt đẹp. Đây là nhắc sơ qua vấn đề ôn phần cũ. Còn nói về học thêm phần mới, thời gian qua chúng ta đã học tập và đã được nghe tôi cũng đã trình bày cho quý vị về 40 hành tướng của ngũ uẩn vô thường có 10 đã được giải thích xong. Khổ não 25 đã nói đến là 11 hành tướng khổ. Hôm nay sẽ nói đến cái hành tướng khổ thứ 12 và là Anatta là vô hộ. Anatta vô hộ đây tức là không có được sự bảo hộ hay là sự hộ trì bất cứ là ai hay là nhờ người nào, nhân vật nào hay là vật gì, không tìm thấy có một cái gì để gọi là hộ trì cho cái thân ngũ uẩn bất hạnh này. Nó phải hứng chịu bao nhiêu tai họa khổ đau, bao nhiêu trường hợp trái ý nghịch lòng, nó thường gặp những cảnh phải sầu bi khổ ưu não chẳng hạn, mà cũng không tìm cái chỗ, cái nơi, cái chỗ nào cả. Cũng như trong kinh Châu Báu, dầu cho không có chỗ nào là tìm an ổn như là chùa Đình Tháp, vân vân, không có chỗ nào mà an toàn tìm cầu cả. Chính vì tìm cầu cái chỗ mà để là nương tựa để hộ trì đó không có, chúng sanh đâm ra hoảng sợ, rồi gặp những người xấu, họ mới bày ra những hình thức mê tín dị đoan, thờ thiên thần quỷ vật vân vân để là họ thôi và tài lộc. Mà những người khác, chúng sanh, nhất là những người thiếu trí, thì họ sợ hãi trước những sự đau khổ, nguy hiểm, tai nạn rủi ro, nên họ phải tìm chỗ nào mà để cho có chỗ hộ trì bảo hộ họ, mặc dù đó là một điều sai lầm mà họ vẫn cảm thấy an tâm. Như chúng ta thừa nghe hiện đại sách báo trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, thì tôn giáo nào cũng vậy, trừ Phật giáo mà chính thống thì Theravada cần phải liên hệ tu hành chân chánh, y cứ vào cái pháp thì mới không rơi vào trạng thái như là vừa gạt lừa gạt người hay là bị người khác lừa gạt, là không chấp nhận một sự hộ trì bởi một vị thần linh thượng đế hay là bất cứ gì nào cả. Còn ngoài ra thì họ sẽ tin tưởng thế này thế khác, nhân vật này nhân vật kia. Bà La Môn thì tin tưởng vào Phạm Thiên, còn là như Thiên Chúa thì tin tưởng vào Thượng Đế, Hồi giáo là tin tưởng Thánh Allah là sự hộ trì cho họ. Nhưng mà thật sự thì không có ai bảo hộ được họ cả. Vô hộ, có thân ngũ uẩn này phải gánh chịu khổ đau, tai nạn, không có ai hộ trì được. Nhưng mà vì họ cứ tin tưởng và khi tai họa đến họ cũng còn sợ, nếu mình không tin tưởng thì Thánh A-la Thượng Đế sẽ quở phạt. Nên dầu quỷ đau khổ mấy cứ nghĩ rằng đây là sự thử thách của Chúa, sự thử thách của Thượng Đế, thậm chí những cuộc sống thần cả gia đình chết hết mà chỉ còn một anh chàng mà sống sót. Như vậy mà khi báo chí phỏng vấn thì anh cũng nói rằng đội ơn Thượng Đế, Ngài đã muốn cho gia đình của tôi chết thì Ngài cứ cho chết, tôi cũng không dám phàn nàn. Và tôi xin đội ơn Ngài, Ngài đã cho tôi sống thì tôi rất là mừng rồi. Thì trước cái hoàn cảnh như vậy mà họ vẫn còn tin rằng có những vị hộ trì cho họ, họ cho đó là sự thử thách, nên cũng dầu cả gia đình vợ con chết hết nhưng mà vẫn kia mang ơn Thượng Đế, vẫn mang ơn là Ngài đã thử thách anh cũng như là thử thách ý của mình, coi là một người tôi có trung thành tuyệt đối đối với cái vị vua hay vị chúa tể hay vị gì lãnh đạo như vậy không. Thì đó là cái sự vô minh, cái sự là khờ dại của chúng sanh rơi vào tà kiến, giới cấm thủ
tin tưởng những điều sằng bậy không đúng mà họ vẫn tin. Còn đối với người có trí thì thấy rõ, thí dụ như Ngài Rattabala, khi Ngài nghe Đức Phật thuyết đến thế gian là vô hộ vô chủ, làm nô lệ cho thân tham ái, chỉ chừng ấy thôi mà Ngài đã giác ngộ được và cuối cùng quyết định đi xuất gia. Vô chủ là nghĩa là vô ngã, mà vô hộ là cái nghĩa trong sự khổ đau, vì không có tìm được một cái sự bảo hộ nào an toàn, nên cái thân ngũ uẩn này nó phải chấp nhận hứng chịu những điều bất hạnh nên phải là khổ. Đối với hành giả nào khi quán giác thấy ngũ uẩn nó là khổ vì nó có cái hành tướng atanato là vô hộ, là không có sự hộ trì nào hộ tọa an toàn cho cái thân ngũ uẩn này, thì khi thấy rõ như vậy là thành tựa đang đạt được cái tỳ thượng nhẫn anulomika. Và cái người đã chứng được thì tỳ thượng nhẫn thì sự việc này có thể chờ đợi, đó là khi quán niết bàn là pháp tịch diệt tắc dứt ngũ uẩn nên niết bàn không có cái hành tướng vô hộ như là ngũ uẩn, thì sự thấy này đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc đạo rồi đắc quả tiếp theo. Sự việc này, vấn đề này nếu được hiểu một cách rộng rãi thì nên hiểu như vậy: với hành giả đã chứng đắc được tùy thượng nhẫn rồi, nếu đầy đủ duyên lành ba la mật thì mắt sanh khởi lên do ý nghĩa là thấy được cái hành tướng vô hộ của ngũ uẩn, vô hộ là khổ của ngũ uẩn, rồi chỉ sanh khởi lên và do ý nghĩa là biết được cái hành tướng vô hộ là khổ của ngũ uẩn, rồi tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện cái hành tướng vô hộ của ngũ uẩn là khổ. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt cả ngũ uẩn có cái trạng thái hay là hành tướng vô hộ là khổ. Niết bàn không có hành tướng vô hộ nên niết bàn không có khổ, ngược lại nghĩa khổ và xem như là lạc. Rồi quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ thực chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết của pháp chân đế. Ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, thấy rõ niết bàn là pháp chân đế vô vi, mà hữu vi thì hữu tướng, vô vi thì vô tướng. Hữu tướng tức là có tướng, vô tướng không có tướng. Hễ có tướng thì có sanh thú, không tướng thì không có sanh thú. Mà có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Hay có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không già chết. Có già chết thì có sầu quy khổ ưu não, không già chết thì không có sầu quy khổ ưu não. Có thân ngũ uẩn thì có sầu quy khổ ưu não. Mỗi chúng sanh dù lớn dù nhỏ
đều phải gánh chịu mọi sự khổ đau. Mà những giờ sự khổ đau này như sầu bi khổ não là không phải ai tạo, không phải ai ban, không phải ai giáng xuống dầu thượng lên, để thượng lên cũng không phải. Mà chính vì ai có chấp thủ thì có dao động, ai có dao động thì không có khuyên an, mà không có khuyên an thì sẽ có hy cầu, hãy có hy cầu thì sẽ có khứ lai, mà hãy có khứ lai thì có tử rồi sanh, hãy có tử sanh thì sẽ có là đời này đời sau và giữa hai đời. Còn đối với ai không có sự chấp thủ thì sẽ không có dao động, mà không có dao động thì có khuyên an, mà có khuyên an thì sẽ không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì sẽ không có tử rồi sanh, không có tử sanh thì sẽ không có đời này đời sau và giữa hai đời. Nói cách khác là nếu không có sự chấp thủ thì thủ diệt, mà thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì là già chết diệt, mà già chết diệt thì sầu bi khổ u não đều diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Còn ngược lại, nếu như con người có chấp thủ ngũ uẩn thì cái do như vậy có sự chấp thủ, do có thủ nên mới có sanh, do có thủ nên mới có hữu, có hữu thì sẽ có sanh, có sanh thì có già chết, hay có già chết thì sẽ có sầu bi khổ u não. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung. Đây là phần cuối đoạn kết của mỗi ngày mà sau khi giảng một hành tướng, tôi đều nhắc lại lặp lại cái căn bản thiền quán hay là công thức thiền quán. Chúng ta nương vào cách này để quán thấy rõ được giác ngộ, mới thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Mỗi lần phát khởi quán, tôi có cảm giác như chúng ta đang gõ cửa niết bàn hay là tìm cách mở cửa niết bàn. Khi nào mà thấy được mấu chốt, tìm như là cái cơ quan để khai mở cánh cửa bất tử được, thì chính chúng ta đã thể nhập bất tử, chứng ngộ niết bàn trong ý nghĩa là cứu cánh cuối cùng, là mục tiêu tối hậu của đời sống pháp hạnh là như vậy. Và đây là sự trình bày giải thích chiều hôm nay. Đến đây xin tạm dừng. Nam mô Bụt Tha Di Đà.